Kính thưa quý bà cô bác, vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, Đức Mẹ tại Medjugorje, Mẹ đã ban một thông điệp ngắn nhưng quan trọng và nóng bỏng, và là một lời cảnh báo mạnh mẽ. Mẹ đã bảo chúng ta làm những gì? Mẹ nài văn chúng ta hãy quyết định chọn một phía. Thời đại mới đang đến, và đây là tháng thứ hai liên tiếp mà mẹ nhắc đến thời đại mới đang đến. Các thách đố cũng đang tới. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 2019, mẹ nói rằng: các con thân mến, mẹ kêu gọi các con là hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ là niềm vui cho các con và là vương miện gắn chặt các con với Thiên Chúa. Các con hãy thay đổi lối sống của mình, hãy sám hối và quay trở lại như thành Ninive xưa. Hỡi các con thân mến, các cuộc thử thách sẽ đến và các con sẽ không đủ sức mạnh, tội lỗi sẽ ngự trị. Nhưng nếu các con là của mẹ, các con sám hối xin lỗi Thiên Chúa và quay trở về với Thiên Chúa, thì các con sẽ chiến thắng, bởi vì nơi trú ẩn của các con sẽ là thành trì kiên vững từ Thiên Chúa và là nơi thánh tâm của Chúa Giêsu, là con yêu dấu của mẹ. Do đó, hỡi các con hãy trở lại việc cầu nguyện thay đổi lối sống của mình. Kính thưa quý bà cô bác, câu chuyện thành Sodom và thành Gomorrah bị hủy diệt ngày nay đã được chính khoa học tìm thấy những tàn tích còn lại, và đó thực sự là một câu chuyện lịch sử được Kinh Thánh ghi lại. Chúng ta nhìn lại những ngày cuối cùng của thành phố Sodom đã được ghi lại trong Kinh Thánh và đã được mô tả một cách đầy đủ sự thất bại của các thiên thần khi muốn tìm 10 cư dân có tấm lòng thiện lương trong thành. Và cuối cùng họ đã quyết định cứu Lót bằng cách thức là thúc giục ông này đưa gia đình của ông Lót chạy ra khỏi thành phố trước khi lửa từ trời giáng xuống. Vợ của ông Lót đã bị biến thành tượng muối do quay đầu nhìn về hướng Sodom trong biển lửa. Có nhiều diễn giải khác nhau về tội lỗi mà dân thành Sodom đã phạm phải và buộc Đức Chúa Trời phải ra tay hủy diệt. Nhưng một điểm chung là con người tội lỗi khi sống rời xa đường lối của Thiên Chúa, và biết bao nhiêu lời cảnh báo của các ngôn sứ và chính lời của Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh cho nhân loại. Kinh Thánh còn ghi lại Thiên Chúa đã chôn vùi Sodom và một thành phố khác tên là Gomorrah bằng lưu huỳnh, thêm một yếu tố chứng thực cho nội dung được viết trong sách Sáng Thế. Các nhà khảo cổ học đã xác định được sự sống tại thành phố này dường như đã đột ngột biến mất gần cuối thời đại đồ đồng giữa và bị bỏ hoang hoàn toàn suốt 700 năm. Để rút ra được kết luận đó, họ cho biết hầu như hiếm khi tìm được những đồ tạo tác thuộc về các thời đại khác so với những địa điểm còn lại trong khu vực. Với nhóm nghiên cứu có tên gọi là TEHEP cho hay, họ đánh giá cao những tài liệu cổ như Kinh Thánh đã cung cấp những khung thời gian quan trọng trong chiều dài lịch sử nhân loại, từ đó cho phép tìm được những vị trí từng tồn tại và biến mất sau hàng ngàn năm. Theo các chuyên gia, cần phải tận dụng mọi nguồn lực có thể nếu muốn nhìn lại quá khứ, và đó là một quyển Kinh Thánh lịch sử của nhân loại, tiến trình hình thành và những diễn biến trong nhân loại đang còn đó và đang phơi bày ra đó. Và bài học về thành Sodom và Gomorrah đó là bài học chúng ta thấy những tội lỗi mà nhân loại ngày nay, trai không ở với gái, gái không ở với trai một cách theo lẽ tự nhiên, mà họ đi ngược lại, trai ở với trai và gái ở với gái. Còn những tội lỗi kiêu ngạo xa rời Thiên Chúa mà chúng ta thấy ngày nay đang dần hiển hiện ngay trước mắt chúng ta. Kính thưa quý và cô bác, trong sách Sáng Thế chương 19 từ câu 1 đến câu 29 nói rằng: hai sứ thần đến thành Sodom vào buổi chiều. Ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Sodom. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. Ông nói: thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường. Họ đáp: không, chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố. Nhưng ông nài nỉ các ngài mãi nên các ngài ghé lại và vào nhà ông.
ông làm tiệc đãi các ngài, nướng bánh không men, và các ngài đã dùng bữa. Các ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người Sodom bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai. Chúng gọi ông Lót và bảo, những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi, hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi. Ông Lót ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng rồi nói, thưa anh em, tôi van anh em đừng làm bậy. Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng cho anh em. Anh em muốn làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi. Chúng đáp Sera, tên này là một ngoại kiều, đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à? Chúng tao sẽ làm dữ với mày hơn là với những tên kia. Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa. Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình, rồi đóng cửa lại. Còn những người đứng ngoài cửa thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa. Hai người khách nói với ông Lót, ông còn ai ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái và tất cả những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi này. Chúng tôi sắp phá hủy nơi này vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn trước nhan Đức Chúa, và Đức Chúa đã sai chúng tôi đến hủy diệt chúng. Ông Lót đi ra nói với các con rể, tức là những người sắp cưới các con gái ông, đứng lên ra khỏi nơi đây vì Đức Chúa sắp phá hủy thành này. Nhưng các con rể ông cho là ông nói đùa. Khi hừng đông ló rạng, các sứ thần dục ông Lót rằng, đứng lên đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt. Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì Đức Chúa muốn cứu ông. Các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói, ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình, đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả vùng, hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây. Ông Lót nói với hai người khách, thưa ngài xin miễn cho, này tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để tôi sống, nhưng tôi không trốn lên núi được, tai ương sẽ đuổi kịp và tôi chết mất. Kìa có một thành khá gần có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ, xin cho tôi trốn vào trong đó để tôi được sống. Người nói với ông, được, vì nể ông một lần nữa tôi sẽ không phá đổ thành. Và ông nói, hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành ấy là Soa. Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Soa. Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa từ trời xuống Sodom và Gomorrah. Người phá đổ các thành ấy và cả vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hóa thành cột muối. Và lạy Chúa đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con xa hoa. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho ngài,
mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá tài, và lạy Chúa đừng để con yếu hèn, vì hèn yếu làm con bi quan, và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang, và buồn chán làm con vong ơn. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay.